Hello mọi người ha. Hôm nay hai anh em mình đi phun cỏ nha mọi người. Đây. Hôm nay đi phun cỏ sót. Hôm nay thì bận quá cũng không có làm video gì đăng YouTube hết. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip nói về máy bay Phú Quốc nha mọi người. Đây. Chúc mọi người là con máy bay DJI T20. Đó. Con này thì mua được 2 năm rồi nha mọi người. Một đội của mình á thì gồm có máy bay. Đây, xe chở máy bay. Anh Nghiêm, Ba Thuốc. Còn ở ngoài đó là máy phát điện nha mọi người, máy phát điện chạy xăng. Rồi lúc trước thì không có máy phát, mình chạy cực lắm, chạy bằng pin mà không có điện nó chạy, chạy một buổi là phải về à. Thì hồi lúc trước lấy con này là đi khoảng 11 cục pin đó. Còn 10, 11 cục pin thì chạy được tới tầm 10 giờ thì nó hết pin là phải chạy về sạc điện hoặc là mình chở cục sạc theo mình đi sạc ké. Rồi bây giờ có cái máy xăng á thì nó cũng đỡ. Bây giờ muốn chạy như chạy à. Hiện tại á thì một con máy bay như vậy tụi mình đi tầm khoảng 7 pin. Đó, 7 pin với lại một máy phát là đủ. Ông sao quay hả? Ừ, pha đi. Đám chở anh có 7 công đất à. Pha 10 13 lít thôi. À. Bây giờ ở đây thì đất lớn đất nhỏ gì cũng phải bay nha mọi người. Cái lô này thì tầm 5 mẫu mà có hai cái đám nhỏ ở trên, một đám 1 mẫu, một đám 7 công. Bây giờ ăn cái phần nạc thì phải chạy luôn cái phần mỡ đó. Và thật ra thì bay tầm 1 mẫu là nó lỗ tiền pin, tại vì cái cự ly phải bay lên tới đó xa dữ lắm, nó khoảng tầm 600-700 mét ở trển á đó. Đó, nhưng mà mình cũng phải bay luôn đó. Anh Nghiêm đi pha thuốc. Bây giờ mọi người lại xem coi cái dùng chỗ mình xịt cỏ vét thuốc gì nha. Thay lúa cỏ. Đây là cái bộ đồ nghề nha mọi người. Thường thì ba cái xô nhưng mà cỡ ít vậy thì hai cái xô ít bôi với một cái xô chăm thuốc là đủ. Còn một cái nữa nhưng mà anh Nghiêm á ổng làm biếng lắm, ổng pha có hai cái à. Đây thuốc đó là trị cỏ cháo cỏ chén á. Còn cái hai lúa cỏ, cái chai đầu tiên hồi nãy là trị cỏ Mỹ. Đây. Ở bên đây á thì chú chủ ruộng cộng thêm 24D luôn. Lúa này cộng thêm 24D rồi mọi người. Đó, đặng cho chết rau chóc chắc.